Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMAX Audio. Và trên màn nhỏ của quý vị đó là một chiếc đẩy liền vang DJK 23 Pro của hãng TD Acoustic. Và ngày hôm nay SMAX Audio hân hạnh được lên kênh một video để thứ nhất là để giới thiệu qua mặt của sản phẩm 23 Pro này. Cái thứ hai nữa là video cái ý quan trọng nhất trong video này lần này đó là phần hướng dẫn căn chỉnh làm sao để tối ưu chất âm của một chiếc đẩy liền vang và đặc biệt là chiếc đẩy liền vang của TD Acoustic. Và các phần chính ngày hôm nay thì em sẽ chia ra đó là phần hiệu chỉnh phần nhạc này, hiệu chỉnh phần mic này, hiệu chỉnh cho vang vọng này, và tiếp theo đó là để làm sao có những cái cấu hình nó phù hợp nhất với cả nghe nhạc cả hát karaoke. Vâng, và em xin phép giới thiệu tổng quan của dòng sản phẩm này. Thì dòng sản phẩm DJK 23 Pro là một dòng sản phẩm mới của thương hiệu TD Acoustic. Thì nó trên màn nhỏ quý vị thì nó sẽ có hai volume to nhỏ của phần mic và phần nhạc, và cùng với đó là sẽ là lỗ mic, hai lỗ mic phía trước và một lỗ mic phía sau, và đặc biệt đó là một màn hình LCD hiển thị tất cả những thông số của nó, ví dụ như là phần nhạc này, phần mic này, ví dụ nhạc vận lên đây này. Đấy, mic vận lên này thì nó sẽ có volume hiển thị ở đây, và phần effect này. Ngoài ra thì sản phẩm này nó sẽ có chống hú ở đây sẽ là FBX này, nó chống hú hay là không chống hú thì chúng ta có thể kích hoạt làm sao linh hoạt nhất, sử dụng cho mọi mục đích. Và tiếp theo ấy là sẽ có USB để chúng ta có thể cắm những bản nhạc mà chúng ta lưu lại. Ví dụ cái sản phẩm này chúng ta có thể là sử dụng trong không gian của hội nghị, chúng ta phát những cái bản nhạc mà chúng ta đã setup sẵn này, chúng ta có thể nách bài, qua bài đều được, rất là đa năng và tiện dụng. Cái sản phẩm này thì nó là sản phẩm hàng chất của TD Acoustic. Thì sản phẩm này thì công suất của nó đâu đó tầm khoảng 500-600W, đánh được một đôi bass 30, đánh căng tiếng và sử dụng gia đình hoặc là hội nghị trong không gian phòng đâu đó thì tầm khoảng 20-40m², thoải mái sử dụng với đa năng, thưa quý vị. Và phần tiếp theo thì em xin phép được review, vừa rồi là em đã review về sản phẩm cung đẩy liền vang DJK 23 Pro rồi, và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách hiệu chỉnh làm sao để có chất âm tối ưu nhất. Và trước khi hiệu chỉnh chúng ta sẽ tổng quan cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có bốn cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất là chúng ta phải tắt bật mở, chúng ta phải vận nhỏ volume của nhạc, volume của mic đi. Đấy, vận nhỏ hết cỡ đi, chúng ta tắt đi. Nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến bộ dàn khi chúng ta hoạt động. Khi mở lên thế, chúng ta phải vận nhỏ hết cỡ này. Bật lên. Đó. Bật lên thì quạt máy, quạt gió thì nó sẽ làm mát hệ thống nhiệt ở bên trong này. Đó, thưa quý vị. Và đặc biệt cái sản phẩm này rất là hay, đó là khi mà cái tần suất của cái cục đẩy liền vang này nó hoạt động mạnh thì tương với đó cái quạt gió thổi càng mạnh hơn, nó linh hoạt đấy chứ không phải là cố định, như thế nó sẽ đỡ tiêu hao năng lượng và nó cái niên hạn sử dụng của cái quạt gió đấy nó sẽ được lâu lắm hơn đó. Và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn đó là cái mục này là hiệu chỉnh của mic này, thì nó sẽ có các cái thông số bên trong, tức là em sẽ hướng dẫn chi tiết. Và cái thứ hai thì sẽ là phần hiệu chỉnh volume to nhỏ của phần nhạc, và cái thứ ba ấy là hiệu chỉnh volume to nhỏ của phần effect vang vọng đó. Đấy là, và cái thứ tư là như vừa nãy em nói ấy, là phần đầu ấy đó là phải tắt bật mở ấy, chúng ta phải vận nhỏ volume. Đấy là bốn cái lưu ý chính khi chúng ta có thể là hoạt động và sở hữu cũng như là vận hành cái đẩy liền vang này. Và bây giờ em sẽ đi đến chi tiết hướng dẫn các bác. Thứ nhất ấy, chúng ta sẽ phải chỉnh phần nhạc trước. Nếu muốn bộ dàn karaoke hay, phần nhạc nó phải hay trước đã. Nhạc nó vừa đủ tiếng, nó đủ dài, bass chép lên đầy đủ, kể cả bật mọi thể loại nhạc thì chúng ta vẫn lên được đủ dài như thế, thì chúng ta sẽ không bị cái tiếng mic lấn át quá tiếng nhạc, hoặc là tiếng nhạc liếng ích lấn áp quá tiếng mic, như thế nó sẽ không bị chi tiêu âm bát, quý vị nhé. Bây giờ là em tất cả em sẽ để hướng 12 giờ hết quý vị nhé, kể cả phần effect của nó này em để hết hướng 12 giờ. Đấy, tất cả hướng 12 giờ em sẽ hiệu chỉnh toàn bộ cho bác nào không biết. Còn bác nào mà biết rồi thì có thể là bỏ qua. Còn nó bác nào mà đang muốn hiệu chỉnh một chiếc đẩy liền vang hiệu quả nhất thì các bác vui lòng xem hết video. Ok, và bây giờ em sẽ bật bài hát đi. Đây là nhạc nguyên bản của nó này, các bác này. Bây giờ em sẽ vận cho nó này, điều chỉnh này. Ta sẽ có 3 cần equalize để chỉnh phần nhạc của đẩy liền vang này. Đây là phần giải bass này, quý vị này, bass này, chung này, chép này.
bát chung chép này, quý vị lưu ý nhé, phần hiệu chỉnh equalize của nhạc này thì chúng ta sẽ chỉnh bát chung chép và nhạc ở đây nhé. Thì phần bát này em sẽ để hướng tầm khoảng 1 giờ, chung ấy, thì để hướng 11 giờ thôi, chép thì để hướng 1 giờ. Như vậy ấy, thì cái tiếng bát của nó rất là sâu, cái tiếng chung nó vừa phải, lời ca sĩ vừa phải, tí tách luyến lách. Còn nó là tiếng chép ấy, thì nó sẽ nhuyễn và tiếng của nó có độ xì nó rất là hợp lý, nên là tiếng nó bay bổng trong trẻo quý vị nhá. Đấy, như thế này thì nó kể cả nghe nhạc kể cả hát đều hay hết quý vị nhá. Ok, sau đó thì em sẽ bật này. Đấy, quý vị có thể thấy là cái tiếng bát nó rất là sâu, cái tiếng chép nó nhuyễn, lời ca sĩ vừa phải, nó không quá chói, nó không quá khó chịu. Đấy, chúng ta phải chỉnh làm sao tất cả thể loại nhạc chúng ta đều nghe đều hay được. Còn đâu là khi mà ai mà nó có cái kiến thức căn chỉnh hoặc là những người thợ như bọn em ấy thì nó sẽ sử dụng linh hoạt, còn đâu là các bác sử dụng gia đình ấy thì các bác lên chỉ để ở cái một cái chế độ thôi hoặc là hiệu chỉnh có ít thôi cho đỡ sai số. Tiếp theo là em sẽ đến với cái phần mà phần chỉnh mic. Mic của dòng sản phẩm này nó rất là hay khi mà nó sẽ có hai cái lỗ mic trước mặt này, và đặc biệt nó sẽ có một lỗ mic phía sau. Lỗ mic trước mặt thì nó tương ứng đó là sẽ có volume to nhỏ của phần hiệu chỉnh mic ở đây. Đây, volume to nhỏ của nó đây, mic 1 này, từng mic kẻ mic này. Còn mic 2 và mic phía sau kia là mic 3 ấy, thì nó sẽ dùng chung một cái volume của bên này. Đấy, nó rất là tiện dụng chỗ đấy, thì chúng ta sẽ tách bạch riêng ra. Ví dụ như là chúng ta sẽ cho một cái đàn guitar ở đây, hoặc là chúng ta sẽ cho một cái mic không dây ở đây. Và ở phía sau kia chúng ta có thể là thích hợp trống hoặc là một thiết bị dụng cụ nào đấy, thì nó sẽ có thể là hiệu chỉnh volume to nhỏ của từng vế. Đấy, cái này thì nó sẽ là linh hoạt thôi, còn đâu là sử dụng cho cái mic dây thôi. Còn đâu mic không dây thì chúng ta có thể hiệu chỉnh ở trên con mic không dây nó thoải mái, không cần thiết phải sử dụng cái tính năng đấy. Nhưng mà chúng ta sử dụng mic dây hoặc là những cái đàn ấy, chúng ta không thể hiệu chỉnh volume cho nhỏ trên cái đàn cơ ấy, thì chúng ta phải volume hiệu chỉnh ở đây. Nó rất là đa năng tiện dụng chỗ đấy. Cái thứ hai nữa, trong cái bộ mic này, trong cái equalize mic này ấy, thì chúng ta phải để ý là cái phần bát chung và chép của cái giải mic. Và bát chung chép giải mic này ấy, thì nó tùy từng chất giọng để chúng ta hiệu chỉnh khác nhau, chứ không phải là giống cái nhạc ấy đâu quý vị nhá. Cái phần bát này chung chép này chúng ta phải lưu ý đó là ai là giọng thuốc lào, giọng mà ồm ồm giống như em ấy, thì để cái bát này nhỏ lên một chút này thì nó đỡ bị ồm tiếng. Và cái chép này cho lên một chút này cho nó sáng tiếng này, lời vừa phải, chúng ta có thể đến 11,5 đến 12 đều được cả. Tốt nhất là chúng ta có thể để cái phần chung này ấy, nó tầm khoảng 11 thôi, nó là hợp lý nhất. Đấy, lời nó không quá chói. Như thế này ấy, thì nó sẽ phụ cấu hình như này ấy, thì nó sẽ sử dụng tốt cho những người là mà giọng nam cao, giọng nam trầm, các bạn nhá. Giọng nam trầm, giọng thuốc nào như kiểu bọn em ấy, giọng em đang nói đây. Đấy, thì chúng ta sẽ để ở phần equalize mic đó là 11 giờ này, 11 giờ này và 1 giờ quý vị nhá. Còn ai mà giọng nam cao ấy hoặc là nữ giới ấy, thì sẽ phải cho cái bát này ấy, cho cái bát mic ấy thì nó lên hướng 12,5 giờ. Đó, 12 giờ, 12,5 giờ đấy. Còn đâu là cái tiếng lời này của nó ấy 12 giờ. Còn tiếng chép của nó ấy, tiếng chép mic ấy thì phải để hướng 11 giờ thôi. Không ví dụ như là cái giọng nam cao hoặc là giọng nữ ấy thì tiếng lời, tiếng sáng của nó sáng quá. Nên chúng ta nếu mà tăng chép thì nó sẽ bị rú rít mic và cái tiếng nó rất là chói. Thì chúng ta sẽ giảm bớt đi. Còn đâu cái bát này phải tăng lên để cho cái tiếng của cái người nữ hát ấy nó dày lên. Đấy, cái các bác hết sức lưu ý nhé, cái này cực kỳ quan trọng nhé, chứ không phải là bộ dàn nào chỉnh cấu hình ngon nghẻ như nào mà ai cũng hát hay đâu. Bởi vì cái nếu mà quý vị để ý nhé, những cái show diễn ấy thì phải có người sao man, người ta chỉnh tùy từng chất giọng, tùy từng cái tiết mục. Đấy, cái yếu tố chỉnh này rất quan trọng, cái này phải cực kỳ linh hoạt này. Các bác nắm rõ ở cái quy trình này ấy, thì chỉ cần mua cái bộ dàn nó vừa phải thôi, các bác chỉnh hay thì nó vẫn là hay thôi. Không nhất thiết phải bộ quá đắt tiền mà không biết sử dụng, không biết làm sao để cho nó tối ưu thì cũng lãng phí. Và đấy, và tiếp theo là cái phần equalize mic ấy, thì nó có phần extender, đặc biệt là cái dòng sản phẩm này em đánh giá khá cao, đó là extender này ấy, thì nó sẽ giúp cái tiếng mic nó sáng tiếng và nó khỏe hơn. Em sẽ thị phạm luôn. Lê 6 7
Chép sáng lên. Đấy. Như em vừa nói ấy, giọng thuốc lào là phải cho cái chép sáng lên. Bát bát với cả chung vừa phải thôi. Tốt nhất là bát giảm sâu một tí đi để cho nó dễ chịu. Lên 6 7 rất trong trẻo và kêu dày của mic. Tiếp theo đó là phần extender. Extender là nâng tiếng nhá, nâng tiếng mic này. Nó sẽ giúp cái tiếng mic của chúng ta có lợi lực hơn và lên được những cái quãng cao mà chúng ta mong muốn nhá. Đây ví dụ như em không dùng extender này. Lên 6 7 7 tiếp tục tăng nhanh tăng dần này các bác để ý nhá. Lên 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 lên 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 lên. Đấy, chúng ta extender chúng ta vừa phải thôi. Đang tăng cái tầm khoảng 10 thôi, 10 giờ thôi. Nó hỗ trợ một chút thôi, tại vì cơ bản nhất là cái hệ thống echo của cái con vang này nó rất là hay rồi nên chúng ta không cần thiết phải tăng quá nhiều extender này quý vị nhá. Đấy, chúng ta đã hiệu chỉnh ở phần mic và phần nhạc rồi. Đấy, mic và phần nhạc rồi. Chúng ta đã thấy là chúng ta alo thì nó tròn vành rõ chữ rồi. Và phần nhạc nó bóc tách rồi. Nó không bị, khi mà alo lên thì tiếng nhạc nó không bị nhỏ đi. Hoặc là khi mà đến cái đoạn nhạc hay thì alo tiếng mic ấy, thì nó vẫn phải rõ ràng. Đấy nhá quý vị nhá. Đây là cân chỉnh nó phải như thế này thì nó sẽ tối ưu nhất. Tiếp theo là chúng ta phải để ý cái phần mà FBX này. Nó là chống hú. Khi mà chúng ta không gian phòng nhỏ ấy thì chúng ta lên kích hoạt chống hú, còn khi kích phòng rộng ấy thì chúng ta sẽ nhả chống rú ra để cho cái tiếng mic nó bay nhất, nó sáng nhất và nó tốt nhất quý vị nhá. Còn đâu là quý vị khi mà không gian nhỏ ấy thì lên kích hoạt chống hú nó đỡ bị rú, hát cho dễ chịu. Các quý vị nhá, đây em nhả chống em kích hoạt chống hú này. Lên 6 7 đấy, nhả chống hú ra này. Lên 1 2 đấy quý vị, đấy là tiếng khi nhả chống hú qua nó không qua không cái nhạc à cái tiếng mic nó không qua cái vị chống hú ấy thì cái tiếng nó sáng hơn một chút. Đấy, nhưng mà khi mà qua chống hú thì nó lại đỡ hú hơn nên cái chúng ta phải linh hoạt. Em bảo rồi có không phải lúc nào chống hú được kích hoạt thì nó sẽ là tốt trong bộ dàn đâu. Đấy, nó chúng ta phải linh hoạt. Những cái ví dụ những cái phòng nào của quý vị ấy, mà đã có tiêu âm hoặc là nó có mút nỉ cái thứ rồi, trong phòng có mút nỉ cái thứ rồi ấy thì nó đạt tiêu chuẩn về phần tiêu âm rồi thì chúng ta sẽ nhả cái chống hú ra. Hoặc trên con ma số ấy, thì chúng ta sẽ cắt cái giải chống hú nó thấp thấp thôi, đừng cắt quá. Đấy, như thế thì tiếng lời của nó sáng hơn, nó bay hơn. Với em thì em chắc chắn em sẽ không để chống hú. Em không để chống hú mà em sao em chỉnh cho nó hài hòa để cho nó không cần phải chạy qua bo chống hú, để cho cái tiếng mic nó vừa sáng và nó không bị rú rít quá. Đấy, đừng nghĩ nhá. Còn đâu là để mà không chống hú thì quá đơn giản, chúng ta có thể là kích hoạt chống hú này. Nếu mà còn rú nữa thì chúng ta vẫn nhỏ cái chép của phần mic đi. Quá đơn giản, nhưng mà như thế thì tiếng mic của nó sẽ bị ghim xuống, đang cái giải sáng giải cao lên, đang hát bay như thế này, chúng ta sẽ dìm cái tiếng chép nó xuống thì đến cái quãng cao như thế nó không thể lên nổi quý vị nhá. Đấy, quý vị lưu ý đây, em nhả ra nhá, thị phạm như thế nhá. Và khi mà tiếng nhạc của tiếng mic rồi ấy, alo tiếng mic tròn vành rõ chữ rồi ấy, có tiếng nhạc tí tách bóc tách riêng ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ đến với phần chỉnh effect. Effect này thì là linh hồn của những cái chiếc mang, nên chúng ta phải cực kỳ để ý những cái phần hiệu chỉnh effect này. Thì em giới thiệu qua phần effect này ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là cái phần volume to nhỏ của effect ấy. Thì ví dụ như chúng ta hiểu nôm na là cái công năng của nó cũng như cái mic này, cái volume của mic này. Khi chúng ta alo ấy, thì vận nhỏ hết cỡ thì không hát ra tiếng đúng không ạ? Chúng ta vận càng lên cao ấy, thì cái tiếng mic nó càng to đúng không ạ? Thì cái effect này cũng thế. Khi chúng ta vận nhỏ hết cỡ ấy, thì nó sẽ không có effect. Nó sẽ không có effect quý vị nhá. Lên 6 7 phát biểu quý vị nhá. Đây này phát biểu là chúng ta phát biểu này. Đấy, 6 7 8 9 10 lên. Kính thưa ban giám khảo, lên 1 2 3 4 5 6. Đó, và khi chúng ta vận cái volume của phần effect lên ấy thì nó sẽ có cái hiệu ứng echo kết hợp reverb quý vị nhá. Đây, ví dụ nhá. Sau khi MC phát biểu xong thì mời một khán giả lên để biểu diễn bài hát. Đấy, trong tòa thể hội hôn đấy thì khi mà chúng ta hết phát biểu ấy, chúng ta sẽ vặn volume của echo lên. Đây,
1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 7 lên đấy cho mình nhé. Đấy volume to nhỏ của hay cho thì nó rất quan trọng nhá, volume nhỏ effect nhá. Đấy chúng ta hiệu chỉnh linh hoạt, cái này thì không cứ đâu, nhưng chúng ta cứ hiệu chỉnh làm sao nó phù hợp thôi. Đấy, làm sao cho nó phù hợp thôi. Còn đâu là tiếp theo ấy là cái phần hiệu chỉnh equalize của effect ấy, thì cái phần này nó cực kỳ quan trọng. Đấy như đầu video nó nói, chúng ta sẽ có là delay, repeat và revert. Và hay hơn nữa đối với sản phẩm DJK 23 Pro của hãng Teleoptic ấy, thì họ cho thêm một cái phần mà chúng ta bao lăng là cân giữa revert và echo ấy. Cân giữa revert với echo ấy thì nó rất là đa năng và tiện dụng, đó là khi chúng ta alo ấy, khi chúng ta hát ấy, nhiều người lại thích revert hơn, nhiều người lại thích echo hơn, nên là cái phần này ấy, thì chúng ta có thể là hài hòa để làm sao mà cho cái tiếng echo kết hợp với revert ở một cái góc độ nào mà nó phù hợp nhất với người nghe. Đây nhá, để em hướng dẫn thì cái tính năng này lên 6 7, ở giữa này 6 7, đây là tiếng kết hợp giữa reverb và echo. Chúng ta sẽ phân vận sang phần reverb đây, run 2 6 7 6 7. Mèo già làm thịt nhiều xương, sau đây một khúc cải lương sẽ bắt đầu lên. Đây chúng ta sẽ sử dụng trong hội nghị phát biểu, và tiếp theo chúng ta sẽ có thể là sử dụng sang echo để hát karaoke. Lên 6 7 7 7 2 2 2 2 6 7 7 2 2 1 2 2 2 2 rất là đa năng nhé quý vị nhé. Đây này, em kết hợp này 1 1 2 2 2 2 2 2 6 7 6 7 7 2 2 2 2 6 6 7 7 đó. Thường em sẽ để cho cái phần echo nó nhiều hơn, nên em sẽ để hướng tầm khoảng 1 đến 2 giờ. Như vậy cái tiếng revert nó vừa phải, nó chỉ hỗ trợ cho echo thôi. Echo vẫn là chính nha quý vị nhá. Chúng ta hai gia đình chúng ta sẽ để echo là chính và revert sẽ là phụ thôi. Nên là chúng ta sẽ để hướng 1 đến 2 giờ là hay nhất. Đó, và tiếp theo ấy, sau khi mà đã lựa chọn được cái phong cách hát của mình rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh đến phần delay, repeat và revert. Delay ấy là độ trễ của cái tiếng mic mà chúng ta phát ra ấy. Đây, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Thì chúng ta sẽ cho cái độ trễ này ấy, thì nó sẽ đâu đó thì tầm khoảng 1 giờ đó. Lên 1, 2, 3. Còn repeat này, thưa quý vị này, repeat đấy là độ lặp lại khi chúng ta alo một tiếng này, alo này, xong rồi lặp lại các tiếng alo phía sau ấy, thì là nhiều hay ít, lặp lại nhiều hay không ấy, là ở chỗ repeat này nhá quý vị nhá. Lên 6 7 6 7 6 7 6 7 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
phần revert time. Revert time đó các bạn nhé. Revert time đây là sẽ là hiệu ứng tiếng revert, thời gian revert tồn tại. Thì revert này thì chúng ta sẽ để đâu đó tấm khoảng 11,5 thôi. 11,5 là hợp lý nhất rồi. Tại vì cái tiếng revert nó chỉ là phụ cho cái tiếng echo thôi. Em nhắc lại một lần nữa, trong karaoke gia đình tiếng revert sẽ là phụ cho cái tiếng echo thôi. Để làm sao nó kết hợp cả hai cái vào nhau nó hài hòa nhất. Nhiều bác cứ bảo là tiếng echo tiếng revert nó quan trọng hơn. Thế em hỏi các bác nhé, ví dụ trong trường hợp nhá, ngày xưa ấy nó chưa có các con vang ở đâu thì các con âm đi Hàn Quốc ấy, các bác bảo hay, bảo tốt, bảo bao nhiêu phòng hát sử dụng trong phòng hát của người ta rồi thì người ta có tiếng revert đâu, ta chỉ có echo delay repeat thôi. Đấy, vậy nên ấy thì cái tiếng revert ấy thì nó có thêm để nó phụ trợ cho cái tiếng echo thôi các bác ạ. Các bác lưu ý giúp em nhá. Đấy là phải cho cái tiếng revert của nó này nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, còn nó tiếng echo là chính thôi nhá. Đấy là tổng quan cái phần hiệu chỉnh của cái cúp đẩy liền vang DJK 23 Pro này rồi. Đó, sau khi em chỉnh ấy, thì về tiếng mic lên đến 6 giây. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thanh nhang bao nhiêu nẻo đường 6 giây. Đó, và cái tiếng mic mà em đã chỉnh ấy, sau khi em chỉnh ấy, và các cái thông số liên quan đến từng chiếc áp của cái dòng sản phẩm này ấy,
thì nó sẽ hiển thị thông số lên ở trên cái hộp kênh này. Ví dụ volume to nhỏ của nhạc này, em chỉnh lên này, thông số hiện lên ngay này. Volume to nhỏ của mic này, này em chỉnh này, hiện lên ngay này. Effect này. Nhiều hay ít này. Nhiều ít này ở đây này, nhìn nhá. Và tiếp theo ấy là trồng ngũ hay không trồng ngũ ở đây này. Đấy, X center này. Tăng hay giảm ở đây này. Đấy. Các bác nhá. Và tiếp theo ấy là delay repeat này. Đấy, delay này. Đấy, các bác thấy nhảy số không? Repeat này. Đấy, các bác thấy nhảy số không? Tiếp theo là revert này. Đây, revert time này. Đấy. Nó rất đa năng và tiện dụng, và nó thực sự cái sản phẩm này nó toàn diện. Và tiếp theo ấy, đó là cái phần input của đầu vào này. Nó rất nhiều các cái phần input từ Bluetooth này, input từ đây nha, em bật lại nhá. Tiếp Bluetooth này. 1 này. USB 2 này. Optical là 3 này, cổng quang các bác. AUX 1 là 4 này. AUX 2 là 5 này, 5 ngõ đầu vào các bác nhá. Nó rất đa năng và tiện dụng trong một chiếc combo và để nền vang này, 2-1 này, kết hợp với bộ mic của S và của TD nữa, 102 Pro thì cho tiếng rất là hay, và đánh cái combo này có thể đánh bắt 20 à bắt 25 đến bắt 30 thoải mái hết các bác nhá. Rồi, và vừa rồi là phần giới thiệu cũng như là phần hướng dẫn căn chỉnh của con đẩy nền vang DJK 23 Pro của hãng Teleoptic. Thì các bác có góp ý hay là đánh giá gì với video thì vui lòng bình luận phía dưới để bên em có thể hoàn thiện video và ra những video hữu ích hơn. Và các bác có thể xem hàng trực tiếp cũng như trải nghiệm trực tiếp tại showroom của S-Max Audio có địa chỉ là số 164 đường Thương Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoặc các bác có thể liên hệ với số 0986088095. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bác, thứ nhất là về thông số sản phẩm, và thứ hai là hỏi nhà các bác đang có những thiết bị gì rồi, các bác muốn nâng cấp lên thì em sẽ tư vấn làm sao để cho cái cấu hình nó hay nhất và tận dụng được những cái gì mà các bạn đang có, chứ không phải là đổi toàn bộ, nó lãng phí. Trước hết là chúng ta sẽ xem là đã có cái sản phẩm gì rồi, và sản phẩm gì trong bộ dàn các bác là còn dùng được, thì mấy em sẽ tư vấn cũng như là xem kỹ cái thông số của sản phẩm đấy, làm sao tư vấn các bác cái sản phẩm phối ghép nó phù hợp nhất để cho bộ dàn các bác ưng ý nhất. Vâng, và trên đây là video review về sản phẩm của Teleoptic, và đặc biệt đó là sản phẩm đẩy nền vang DJK 23 Pro. Và bây giờ em xin phép dừng video tại đây để tiếp tục đóng những đơn hàng cho các bác, và cũng như là lên kênh những video hữu ích, cũng như video review và chia sẻ những kiến thức về âm thanh. Và xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo.